Dự kiến sáng sủa mai ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ mở phiên sơ thẩm, xét xử ông Đinh Bằng My 1961, cựu hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Thanh Sơn, về các tội danh dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, phiên tòa này sẽ được xử kín. Vị chỉ huy giảng nghĩa rằng, việc xử kín không phải đề nghị của bị hại mà theo quy định. Quá trình xét xử dự kiến chỉ diễn ra trong một buổi sáng sủa, sau đó hội đồng xét xử sẽ báo cáo công khai bản dạng án sơ thẩm, mọi người có thể vào phòng xử án để nghe thời điểm tòa tuyên án. Trước đó, ngày 15 tháng 12 năm 2018, ông Đinh Bằng My bị công an huyện Thanh Sơn Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, với kết tội đã lạm dụng tình dục nhiều năm sinh của trường. Theo kết luận điều tra của công an huyện Thanh Sơn, trong khoảng thời gian cuối năm 2016 đến 2018, ông My đã nhiều lần gọi các nam sinh của trường lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm hoặc hỏi thăm tình hình học tập. Tại phòng làm việc, ông My đòi hỏi các em học sinh nằm lên giường ngủ, cởi hết trang phục rồi dùng tay sàm sỡ, xâm hại các nam sinh, đồng thời đòi hỏi các nam sinh có hành động ngược lại để thỏa mãn dục vọng cho mình. Mỗi lần thực hiện xong xuôi hành vi, ông My tạm thường cho nạn nhân ăn bánh kẹo, cho tiền và dặn không được rỉ tai với ai. Quá trình điều tra xác định, có 7 nam sinh đã bị chính thầy hiệu trưởng của ngôi trường mà các em đang theo học lạm dụng tình dục trong suốt thời gian dài. Nạn nhân nhỏ tuổi tuổi nhất sinh năm 2005. Hồi tháng 8 vừa qua, vụ án được công an tỉnh Phú Thọ rút hồ sơ để tiến hành điều tra tế sung. Sau đó, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố tế sung đối với ông Đinh Bằng My để điều tra về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Giữa tháng 10 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành cáo trạng truy tố ông Đinh Bằng My về hai nhóm tội danh, gồm giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.